xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Chúng tôi thấy rằng thì là có một cái điểm mà chúng tôi đề nghị rằng nếu mà Quốc hội của Việt Cộng bây giờ đó mà nhân cái dịp này mà ra một cái nghị quyết hoặc là một cái phản đối để mà Trung Cộng họ chiếm đảo biển của Việt Nam đó, và kiện ra thẳng Liên Hợp Quốc đó, thì đó là cái cách tốt nhất. Thì anh Tiến nghĩ sao về cái đề nghị đó mà nó giống như một cái hội nghị riêng hồng để kêu cả nước hay là ít nhất là cầu nguyện để cho chống ngoại xâm? Thưa, chúng tôi cảm ơn anh Ngô Đình Vận về cái câu hỏi đó. Tôi căn cứ vào cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn rêu rao là Quốc hội là cái cơ quan quyền lực cao nhất và có trách nhiệm làm ra luật pháp để mà giúp Việt Nam tiến triển, thì tôi đưa ra hai cái đề nghị như thế này. Nếu mà đã là một cơ quan quyền lực cao nhất thì Quốc hội có dám phản ứng một cách tích cực về những cái vấn đề mà giữa chính phủ của Việt Cộng đã ký với Trung Cộng về những vấn đề ranh giới Việt Nam và vấn đề hải đảo hay không, và có dám lên tiếng một cách công khai phản đối những điều mà Trung Cộng đã làm, và đặc biệt là gần đây nhất đã tấn công thẳng vào cái mà cái tàu tàu Bình Minh không ạ? Bình Minh ngày mùng mà ngày 26 tháng 5 vừa rồi. Đến nỗi mà hành động như vậy chứng tỏ rằng Trung Cộng không có coi Việt Nam ra gì nữa. Và cái đề nghị thứ hai là Quốc hội có dám yêu cầu chính phủ tổ chức lại hoàn toàn cái nền kinh tế thị trường mà không có cái đuôi xã hội chủ nghĩa đằng trong. Sở dĩ tôi trình bày như vậy là bởi vì cái đuôi xã hội chủ nghĩa ở bên đằng sau kinh tế thị trường đó, nó đã là một cái cơ cấu bao che cho các công ty quốc doanh, mà các công ty quốc doanh đó là nắm 50% tài nguyên của Việt Nam ở trong các công ty đó, mà các công ty đó luôn luôn lúc nào cũng khai lỗ và sập tiệm, chẳng hạn như công ty Vinasin. Khi công ty Vinasin sập tiệm như vậy đã để lại một món nợ 1.000 tỷ đồng Việt Nam cho dân chúng Việt Nam. 1.000 tỷ đồng đó là trên 20 tỷ đô la. Thế thì nếu mà Việt Nam đang ở trong tình trạng nghèo đói, cũng là những cái thông tin của các báo, của báo Lề Phải của Việt Nam mới đưa ra đó, thì hiện thời Việt Nam có 11 tỉnh đang bị đói. Và thông tin mới nhất hôm nay cho biết rằng 3 triệu hộ gia đình ở Việt Nam đang bị lâm vào tình trạng thiếu đói. Thế thì nếu mà 700 tỷ đồng dùng trong bầu cử quốc hội kỳ này và 1.000 tỷ đồng vỡ nợ từ công ty Vinasin, nếu mà mình tổ chức lại cái mà nền kinh tế quốc doanh đúng nghĩa thì tránh hẳn được những cái chuyện như vậy. Đó là cái đề nghị của tôi. Cảm ơn sự phát biểu của anh Trần Nguyên Thao. Bây giờ chúng tôi xin mời anh Cao Viết Lợi có thể đóng góp thêm cái ý kiến của anh về vấn đề này. Thưa quý khán thính giả, chúng tôi thấy cái trong cái vấn đề mà nói rằng chúng ta nói rằng là cái như nhà nước nói rằng là cái Quốc hội là cái cơ quan quyền lực cao nhất để quyết định mọi hoạt động của chính phủ, của nhà nước nói chung. Thế thì trong cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, chúng tôi được biết rằng là có sự tham dự của một số các cái tu sĩ, các tôn giáo về phía Công giáo, Phật giáo và hoặc là các tôn giáo khác đều có tham gia vào đó. Chẳng hạn như phía Công giáo chúng tôi biết có một số linh mục, ít nhất là ba linh mục là đã tham dự vào trong cái cuộc này và được chọn, cũng như là các cái vị tu sĩ, các tôn giáo ở cái cấp hội đồng nhân dân cũng đã được chọn. Vậy thì chúng tôi có một cái đề nghị thế này: nếu quý vị nghĩ rằng là quý vị là đại diện cho dân thì chúng tôi xin quý vị hãy lên tiếng với nhà cầm quyền trong hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất
là đối với cái chuyện mà cái hành động bá quyền của Trung Cộng đối với lại cái hải đảo cũng như đất liền của đất nước Việt Nam. Cái thứ nhì là quý vị có dám đưa ra những cái đề nghị để làm thay đổi cái cuộc sống, cái đời sống nghèo khổ, nhất là cái tình trạng dân oan bây giờ ở bên Việt Nam, mà tất cả thế giới đều biết rằng là nhà cầm quyền đàn áp một cách thô bạo đối với lại người dân bị bóc lột tới tận cùng, dân từ trong nước gọi là dân oan. Như tất cả quý vị đều biết rằng là hiện bây giờ có một cuộc tranh chấp giữa hai nước Campuchia và Thái Lan, thế mà sau cùng giải quyết được, họ đưa ra ngay tòa án quốc tế để giải quyết vấn đề này. Thì trong việc mà tranh chấp của Việt Nam với lại Tàu đó, thì tại sao Việt Nam không đưa vấn đề này ra trước quốc tế để mà xin giải quyết? Mà tại sao mà cứ thập thò về là nay thì nước là, mai thì nước thế này thế nào, mà không đưa thực tế ra để mà cho đồng bào biết rằng là ở đây cái vấn đề nó như thế này, đưa ra trước quốc tế để xin giải quyết? Đó là cái đề nghị chúng tôi. Nếu quý vị là những người đại biện thực sự cho dân, thì quý vị có dám làm điều đó không? Chúng tôi xin cảm ơn sự phát biểu của anh Cao Viết Lợi. Thưa tất cả các quý anh, thì cái tin ngày hôm nay thì Philippines đã bắt một lúc 122 ngư dân của Việt Nam. Thành ra bây giờ đó, không những là Trung Quốc bắt nạt Việt Nam, Indonesia bắt nạt Việt Nam, rồi Philippines đã bắt nạt Việt Nam. Thế mà trong khi đó có hai cái phụ nữ có nhan sắc mà chuyên môn nói dối, tức là bà Khương Duy của bên Trung Quốc là phát ngôn viên ngoại giao của Trung Quốc và bà Phương Nga của Việt Nam. Và đó là một cái tình chị em kiểu lạ, cứ cãi nhau mà chỉ cãi nhau suông thôi, không đi đến đâu cả. Thì vậy xin giáo sư Nguyễn Lý Tưởng nghĩ sao về cái trò cãi nhau suông mà không đi đến đâu cả? Tôi nhớ là trong cái thập niên 1940-50 đó, của thế kỷ trước á, thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vì lãnh đạo tối cao của giáo hội công giáo trên toàn thế giới có nói rằng là căn bản của cái chủ nghĩa cộng sản là lừa dối. Thế thì tất cả những cái việc họ làm là để lừa dối đối với thế giới, lừa dối đối với dân ở trong nước mình và lừa dối đối với đảng viên của họ nữa. Đảng viên của họ cũng bị lừa dối. Cho nên nghĩa là nếu mà chúng ta chơi với cộng sản thì là chúng ta luôn luôn là bị lừa dối. Đó là cái ý kiến của tôi. Chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Và bây giờ chúng tôi xin giáo sư Nguyễn Hồng Bích có thể bổ túc gì về cái ý kiến mà bây giờ họ chỉ có cãi nhau suông cho qua chuyện thôi, chứ họ không thực sự, họ không giải quyết cái gì cả. Vâng. Thì cái trường hợp của cái cộng sản ấy, thì khi họ bị những cái vấn đề mà nó lúng túng quá thì họ cũng phải lên tiếng. Nhưng mà cái lên tiếng rồi cuối cùng nó có kết quả hay không ấy, thì nó lại là một vấn đề khác. Chúng ta đã trông thấy quá nhiều những cái trường hợp mà họ lên tiếng, từ chuyện Vinashin, chuyện này chuyện kia. Thậm chí ở trong quốc hội đặt ra vấn đề tín nhiệm hay không ông Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề Vinashin. Rồi thì lúc đầu chính ông Nguyễn Tấn Dũng ra bảo rằng là tôi nhận trách nhiệm của tôi trong cái vụ Vinashin. Thế nhưng mà sau ít lâu sau thì ông Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lại bảo rằng là chúng tôi đã quyết định là không có truy tố ai trong cái vấn đề này, không tìm được ai trách nhiệm. Thế thì thành ra là cái vấn đề nữa là nói cho nó có, nói để cho nghĩa là có nói thế thôi. Chứ còn cái vấn đề là cái có thực hiện được cái đấy không thì nó lại là một chuyện khác. Vì thế nên cái thách thức vừa rồi của nhà báo Trần Nguyên Thao cũng như là của anh Cao Viết Lợi là tôi cho là cái thách thức rất là đáng để mà đặt ra cho những vị mà ngoặc đóng ngoặc đại biểu nhân dân mới của Quốc hội khóa 13 ở trong nước. Tôi sợ rằng là đặt vấn đề thì may ra còn có một vài người dám đứng ra đặt vấn đề. Còn cái Quốc hội ấy, nó có đủ cái răng để mà nó cắn vào trong cái chuyện đó để mà nó đòi ra là có kết quả thực sự hay không ấy.
thì tôi sợ là quốc hội này cũng chưa đi đến đến đâu cả. Thưa giáo sư Bích, thì tôi thấy là cái chuyện mà họ cãi nhau chứ cũng chỉ để cho nó qua chuyện thôi, chứ họ thực sự họ không có có làm cái gì hết á. Mà sở dĩ mà chúng tôi đưa ra cái chuyện mà thách thức với họ là bởi vì họ yêu cầu rằng thì góp ý với quốc hội, thì chúng tôi góp ý bằng cách đó thôi, chứ chúng tôi thực sự chúng tôi đáp ứng cái đề nghị của họ, chứ thực sự chúng tôi không thách thức nhiều gì vấn đề này. Bây giờ để mà vâng, xin giáo sư Bích có thể bổ túc thêm cái vâng, thực sự thì cũng có một số người cảm thấy gọi là phấn khởi, là thấy cái hình như là cái quốc hội Việt Nam Cộng sản ấy trong khóa vừa rồi ấy, họ có một chút độc lập. Họ có những người như là ông Dương Trung Quốc, Nghi Thuyết, các thứ này v.v. cũng đặt ra vấn đề này nọ. Thế thì họ thấy, họ tưởng rằng là đó là bắt đầu của một cái sự chuyển biến của cái ngành lập pháp Việt Nam, tức là bắt đầu có cái tiếng nói độc lập. Nhưng mà tôi sợ rằng là cái đó là một cái lối đặt tình hình không hoàn toàn đúng. Đây là họ cũng lại chơi cái trò chơi dân chủ mà như chúng ta biết nó gọi là dân chủ hình thức. Sau khi họ được những quốc hội Âu Châu, sau khi họ được quốc hội Mỹ, qua những cái sự trao đổi này kia, bảo rằng là các ông phải đóng cái vai trò thực sự của lập pháp, tức là phải chất vấn, phải ra luật mà nó có cái này kia vân vân. Thì họ cũng bắt đầu học tập cái đó, nhưng mà chỉ học tập để đánh lừa được ngoại quốc thôi, chứ còn rõ ràng là đôi khi họ đặt ra vấn đề thì vấn đề hoàn toàn không được giải quyết. Vấn đề dân oan, vấn đề biển, vấn đề bốc xít, vấn đề rừng, vấn đề tất cả những vấn đề đó đều đã được đặt ra ở trong quốc hội khóa vừa rồi, nhưng mà tuyệt đối không có một vấn đề nào được giải quyết cả. Thậm chí trắng trợn đến cái trường hợp rằng là chính nó có những cái câu như là nghĩa là Bộ Chính trị đã quyết định rồi, hay là cấp trên đã quyết định rồi, hay là chúng tôi không quyết định, nghĩa là tìm truy trách nhiệm cho ai cả. Thế thì nó là một trò chơi, cho nó có cái gì thật đâu. Chúng tôi xin cảm ơn những sự đóng góp của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Bây giờ thì chúng tôi xin mời anh Tuyến để mà nói về cái vấn đề mà bao tử của dân chúng ở trong nước, bởi vì cái bão giá cũng như là giá xăng rồi thì cái vấn đề mà nghèo đói bây giờ đã đến cái đáy của cái vực thẳm. Thì xin anh cho biết cái tình trạng kinh tế hiện tại của Việt Nam. Vâng, cái ngắn gọn nhất là bức tranh kinh tế Việt Nam rất là ảm đạm. Mà khi tất cả các báo chí quốc tế hoặc là báo chí trên mạng mà nói về chuyện này á, thì Đài Phát thanh Quốc gia Việt Nam, tức là của Cộng sản đó, lên tiếng một cái chính thức nói là những người đó nói là toàn hoàn vu vơ, bức tranh kinh tế Việt Nam không có đến nỗi ảm đạm như vậy. Thế nhưng mà ngay báo chí Việt Nam ngày hôm nay cũng nói rằng cái lạm phát bây giờ đó, ngày hôm nay này, lên tới 20% rồi. Mà so sánh với năm 2008, 23 năm trước đó, thì năm đó cũng kiệt quệ, cũng xuống đến 23%. Nhưng mà ngân hàng nhà nước bây giờ đang tránh cái tình trạng là đưa vào thị trường tiền tệ Việt Nam một cái số tiền rất là lớn, không có nói ra, nói rằng tránh cái chuyện đó. Nhưng mà tháng vừa rồi tôi thấy đã đưa vào một cái tỷ giá tương đương đến 20 triệu đô la. 20 triệu đô la. Thì mỗi một tháng mà nhích lên như vậy thì toàn năm nó đến một con số bao nhiêu. Thì như vậy cái số 1.000 tỷ đô la, 1.000 tỷ Việt Nam, xin lỗi, để tiền mới đó tung vào thị trường Việt Nam từ nay đến cuối năm, điều đó không thể tránh được. Và như thế càng đẩy cái lạm phát lên cao nữa. Hiện thời cái tình hình mà đối với dân chúng bình thường đó, thì giá thực phẩm lên trung bình 30%, có những loại lên đến 50%, và có những loại dịch vụ lên đến 100%. Đó là một cái tình trạng không thể nào sống được. Trong khi bên cạnh đó thì những người sống phè phượn bên cạnh đó là những
phu nhân mệnh phụ đi xe 1,5 triệu rồi xách bóp xách ví của hãng của công ty Vuitton. Những cái chuyện như vậy nó là một bức tranh hết sức lệch lạc đối với xã hội Việt Nam. Và như vậy tôi nghĩ rằng cái tình trạng mà yên ổn xã hội đó, nó không có được giải quyết. Okay. Hiện thời bây giờ tôi nghĩ rằng nó sẽ giống như Trung Cộng. Và như thế cả hai bên đều đối diện với cái tình trạng hết sức khó khăn, tức là cả Bắc Kinh và Hà Nội. Chúng tôi xin cảm ơn sự phát biểu của anh Trần Nguyên Thao. Bây giờ thì chúng tôi xin mời anh Cao Viết Lợi đại diện tất cả các anh em để mà kết thúc cái cuộc hội luận ngày hôm nay. Thưa quý khán thính giả, trong những giây phút vừa qua, quý vị đã theo dõi anh em chúng tôi qua một cái đề tài hội thảo đưa ra, đó là cái cuộc bầu cử Quốc hội ngày 22 tháng 5 vừa qua ở bên Việt Nam. Thì chắc quý vị ở trong nước cũng biết rằng là cầm cái lá phiếu lên mà quý vị biết chắc thế nào thì ông A, ông B, ông C cũng đắc cử rồi. Bầu là bầu cho có lệ mà thôi. Trước cái áp lực của nhà nước thì quý vị cũng đã làm cái nhiệm vụ để tránh cái chuyện khó khăn cho cái đời sống của quý vị. Chúng tôi biết vậy. Nhưng mà chúng tôi ước mong rằng quý vị hơn tất cả anh em chúng tôi ở bên ngoài hãy mạnh dạn lên, đừng sợ và mình có thể phát biểu ý kiến. Chúng tôi theo dõi rất nhiều anh em ở trên blogger cũng như Twitter ở trên Internet. Chúng tôi thấy có nhiều anh em trẻ đã có sự can đảm đó. Và chúng tôi ước mong rằng nếu một ngày nào đó mà 30, 40, 50% những giới trẻ mà đứng lên thì chắc chắn cái chế độ sẽ bị lung lay. Và lúc đó đó, cái công đóng góp của anh em trẻ cũng như là quý vị ở trong nước nó đóng góp một phần rất tích cực cho cái việc mà giải thể chế độ mà lâu nay đó, thì gần đây nhất nói là lâu thì cũng phải, nhưng mà trong thời gian gần đây chúng ta nói đến cái cuộc cách mạng Hoa Lai ở bên Africa, bên Phi Châu, hay nhất là ở bên Tunisia, thì quý vị thấy rằng là ở đâu mà có những cái chuyện đó, nó không phải là từ trên trời rơi xuống mà do những cái áp lực, do những cái đời sống đau khổ mà tạo nên một cái cuộc mà thay đổi như vậy. Thì chúng tôi ước mong với những cái đóng góp của anh em chúng tôi ở bên ngoài, những cái chuyện trao đổi như thế này mục đích là chúng tôi gợi ý ra trước hết cho anh chị em ở trong nước, với là nhất là đối với những vị dân cử mà tạm gọi đi là dân biểu, thì quý vị phải can đảm. Nếu quý vị mà gật đầu, thường dùng cái chữ nghi gật đó, thì rồi đất nước đi về đâu? Mà trong đó cái số phận tương lai con cái của quý vị cũng như là mấy chục triệu đồng bào ở trong nước như thế nào, thì đó là chúng tôi giao cái trách nhiệm đó cho quý vị. Bởi vì quý vị nhận mình là cái đại biểu, là cái người dân biểu, thì phải làm tròn cái nhiệm vụ đó và mang cái lợi ích lại cho thực sự cho dân, để tương lai đất nước không bị lệ thuộc vào một cái đất nước mà ở trong nước gọi là phương Bắc đó, tức là đô hộ có tàu. Thì đó là cái mong mỏi của anh em chúng tôi bên ngoài, và chúng tôi hy vọng rằng cái việc làm của quý vị giúp chúng tôi cũng có thể có cơ hội để trở về nhìn lại cái đất nước chúng ta trong cái đời sống tự do, độc lập, dân chủ và nhân quyền của cả nước. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị.